Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Khai mạc mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 tại huyện Lạc Dương. Mục theo dòng thời sự, ẩn họa từ xe cẩu trong xây dựng. Gia Lai sẵn sàng cho Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên 2018. Mỹ thắt chặt quy định xuất khẩu hàng công nghệ cao. Cùng gặp gỡ tấm gương sáng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ phường 8 thành phố Đà Lạt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại hội trường tỉnh ủy, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương. Theo báo cáo năm 2018, mức tăng trưởng kinh tế của Lâm Đồng đạt gần 8,6%, trong đó nhiều lĩnh vực tăng hơn so với năm 2017, như khu vực nông lâm thủy sản tăng 5,2%, công nghiệp xây dựng tăng gần 8,4%, dịch vụ tăng hơn 12%. Thu nhập bình quân đầu người gần 60 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 26.340 tỷ, tăng 12,1%. Thu ngân sách đạt 7.100 tỷ, kế hoạch đề ra là 6.750 tỷ, bằng 105% dự toán địa phương. Trong đó thu từ thuế phí 6.400 tỷ, tăng 17%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 661 triệu đô la, tăng gần 20%. Khách du lịch đến Lâm Đồng đạt hơn 6,5 triệu lượt, tăng trên 10%. Khách quốc tế đạt 101%. Trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, trong năm toàn tỉnh xảy ra 742 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. So với cùng kỳ, số vụ lâm sản và diện tích thiệt hại đều giảm. Năm 2018, toàn tỉnh thành lập mới 1.100 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp lên 88.100 doanh nghiệp. Đến cuối năm nay, có 87 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với bình quân 17,3 tiêu chí một xã. Chương trình giảm nghèo có nhiều chuyển biến mới, với các nguồn lực đầu tư của nhà nước và cộng đồng xã hội, diện mạo nông thôn và đời sống hộ nghèo ngày càng được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 9,56%, an ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chương trình công tác của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, chương trình kiểm tra giám sát của ban thường vụ tỉnh ủy năm 2019, đồng thời tập trung thảo luận phân tích cho ý kiến về kế hoạch chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế, phát triển kinh tế tập thể, giải pháp thực hiện các công trình dự án trọng điểm, cải cách hành chính, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, quản lý khoáng sản, bảo vệ rừng. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã giải trình phân tích một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là xây dựng giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2019, đồng thời chỉ đạo các ngành chính quyền địa phương tập trung quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: nhìn lại kết quả của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2018 cho thấy tín hiệu đáng mừng. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá so với kế hoạch. Các lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời, đảm bảo niềm tin trong nhân dân. Về công tác xây dựng Đảng, được cấp ủy các cấp chủ động xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với đề án vị trí việc làm. Việc thực hiện các nghị quyết của Đảng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ đảng viên. Mặc dù trong cái điều kiện hết sức là khó khăn và cũng phải nói là có nhiều cái thử thách, nhưng mà với cái quyết tâm của ban chấp hành chúng ta, đặc biệt là các cấp các ngành, là sự đồng thuận của nhân dân địa phương, với cái khẩu hiệu mà ban chấp hành chúng ta xác định ngay từ đầu năm 2018, hành động mạnh mẽ và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, và với một cái quyết tâm cũng hết sức là cao, ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2018 thì cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp cũng đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện triển khai các cái nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, đặc biệt là triển khai cái nghị quyết 11 của Ban chấp hành tỉnh ủy Lâm Đồng. Chính như vậy cho nên là về cái kết quả phát triển kinh tế xã hội, cái đảm bảo quốc phòng an ninh
trên địa bàn của tỉnh chúng ta trong năm 2018 thì đạt được nhiều cái kết quả khá toàn diện. Kinh tế thì tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng cao hơn với mức bình quân chung của cả nước. Theo cái biểu đồ thì đúng là cái phát triển nó đi theo cái hình thăng tiến 8,59%. Hiệu lực hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thì có nhiều chuyển biến đáng kể. Nãy cái sự quyết tâm chính trị của chúng ta rất cao. Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn chung một số lĩnh vực của Lâm Đồng trong năm vừa qua. Bên cạnh khách quan thì vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là khó khăn liên quan đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư, hạ tầng du lịch, diễn biến phức tạp trong quản lý môi trường, khoáng sản, bảo vệ rừng và an toàn giao thông. Đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng với chủ đề, vượt qua thách thức, tạo động lực đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, các cấp các ngành cần vào cuộc mạnh mẽ hơn. Tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân là rất quyết liệt. Do vậy, những kết quả của năm 2018 là động lực lớn, tinh thần lớn để chúng ta quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch của năm 2019, tạo bản lề cho các năm tiếp theo. Thì cần phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện các cái nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ và của ngành mình để cụ thể hóa, vận dụng sát với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị, đề ra những giải pháp phù hợp để chúng ta triển khai và hoàn thành xuất sắc các cái mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trong năm 2019. Vấn đề thứ hai là trong lãnh đạo thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế đó, đề nghị các đồng chí đặc biệt lưu ý là bám sát thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, mà trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, rồi cần phải có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, giữa các địa phương trong xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên cái cơ sở phát huy được cái thế mạnh, cái lợi thế của từng địa phương để chúng ta triển khai thực hiện cái nhiệm vụ của mình, tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong của đội ngũ cán bộ đảng viên của chúng ta. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2019 đó sẽ là cái cơ sở để đóng góp vào quan trọng thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã đề ra. Đồng thời sẽ tạo chuyển biến tích cực để tỉnh chúng ta phát triển về mọi mặt kinh tế, xã hội. Vì vậy cho nên tôi đề nghị các đồng chí ủy viên ban chấp hành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện cái tinh thần gương mẫu trong mọi lĩnh vực với quyết tâm chính trị cao nhất. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh nhấn mạnh, với khí thế của năm 2018, tin tưởng Lâm Đồng sẽ tiếp tục vượt thoát đi lên để phát triển. Nhưng để làm được điều này, đòi hỏi tinh thần gương mẫu trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh chỉ đạo, đồng thời tạo sự đoàn kết, sự quyết tâm cao của toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tối qua 23 tháng 11, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Ết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Di Linh đã đến viếng lễ tang Hòa thượng Thích Toàn Đức, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tại chùa Linh Thắng, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã thắp nhang và bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến các tăng ni Phật tử tỉnh Lâm Đồng trước sự ra đi của Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hòa thượng Thích Toàn Đức. Trong thời gian hoằng pháp của mình, Hòa thượng Thích Toàn Đức luôn đồng hành với dân tộc trong việc xây dựng và củng cố sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, chăm lo cho đời sống của Phật tử và vận động Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tập trung phát triển sản xuất và kinh tế, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Lễ viếng Hòa thượng Thích Toàn Đức bắt đầu vào ngày 23 tháng 11 và kéo dài trong 4 ngày. Lễ truy điệu được cử hành vào lúc 9 giờ 30 ngày 27 tháng 11. Sau đó, kim quan Hòa thượng sẽ được nhập bảo tháp tại chùa Linh Thắng, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Khai mạc mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 tại huyện Lạc Dương. Một theo dòng thời sự, ấn họa từ xe cẩu trong xây dựng là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tối qua 23 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn Tây Nguyên lần thứ 2.
ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện Cục Văn hóa cơ sở và đại diện các ban ngành liên quan đã đến tham dự. Tuy thời tiết không thuận lợi, chương trình liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn Tây Nguyên lần thứ hai được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt vẫn được diễn ra chỉnh chu. Tham gia đêm liên hoan, 10 đoàn nghệ nhân với hơn 300 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đồng bào các dân tộc đến từ các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã lần lượt có những phần trình diễn xướng dân gian, lễ hội đặc sắc của các vùng miền và phần trình diễn trang phục truyền thống bản địa đẹp mắt. Rất là vinh dự và phấn khởi được đến tham gia và mang cái bản sắc văn hóa của quê hương mình đến với Đà Lạt để giới thiệu với công chúng trong khu vực Trường Sơn Tây Nguyên để hiểu thêm được cái nghi thức hát văn, hát chầu văn và diễn xướng hậu thánh của người Việt mà đã được thế giới công nhận, UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Đem đến cho liên hoan lần này, đoàn nghệ nhân Lâm Đồng với cảnh diễn nghệ thuật Lời Chào Canai của nhạc sĩ Grandjean Cadiz. Qua phần trình diễn của các nghệ nhân đến từ huyện Lạc Dương đã thu hút đông đảo người dân và du khách đón xem. Mình thấy khá là hay, tại vì mình cũng biết thêm những cái thông tin không những những dân tộc ở thành phố này còn ở trên theo dãy Trường Sơn nữa, cũng như các dân tộc ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi, nói chung mình chưa biết đến. Mình cũng muốn có những cái buổi văn hóa như thế này thì để giới trẻ tụi mình có thể biết được sâu hơn về cái văn hóa truyền thống của Việt Nam mình. Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên cũng là sân chơi cho các nghệ nhân, diễn viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Quá trình phát triển của xã hội thì trách nhiệm của chúng ta trong giai đoạn này thì chúng ta cũng cần quan tâm hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát triển các cái giá trị di sản văn hóa đó. Và đặc biệt là với Lâm Đồng chúng ta thì chúng tôi cũng mong muốn để phát triển các cái văn hóa dân tộc phục vụ cho cái phát triển du lịch và cái nhu cầu và sinh hoạt văn hóa của người dân của tỉnh Lâm Đồng chúng ta. Với sự chuẩn bị công phu của các nghệ nhân, diễn viên đã đem đến cho liên hoan một không gian văn hóa đầy sức sống thông qua các tích trò trong sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội, các loại hình dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian, tiêu biểu trong bản sắc đặc trưng của các dân tộc, đại diện cho từng khu vực, tái hiện một cách chân thật cuộc sống lao động sản xuất, toát lên tinh thần tự hào đoàn kết, tiếp nối truyền thống từ quá khứ hào hùng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đến hiện tại xây dựng quê hương ấm no, giàu đẹp. Sáng nay 24 tháng 11, tại khu vực Hồ Đăng Kia, Suối Vàng, thị trấn Lạc Dương, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã khai mạc mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018, thu hút khá đông du khách và người dân địa phương đến tham dự. Phát biểu khai mạc chương trình, lãnh đạo huyện Lạc Dương khẳng định tiếp nối năm 2017, mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2018 đưa ra thông điệp gửi đến cộng đồng, hãy yêu quý thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống. Theo đó, mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2018 diễn ra trong 9 ngày, từ 24 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, với 3 sự kiện chính như thiên đường có hoa, tham quan chụp ảnh miễn phí, cuộc thi ảnh không chuyên và chuyên nghiệp, giải đua ngựa không yên, võ ngựa thảo nguyên cỏ hồng và sắc màu Lang Biang, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Lạc Dương như cà phê Arabica Lang Biang, rượu cần Bon Lang Biang, sản phẩm dệt thổ cẩm Đan Lát và các nông sản thế mạnh. Mặc dù trời mưa gió, thì về công tác tổ chức chúng tôi hiện nay đánh giá cơ bản, chúng tôi cũng đã là hoàn thành theo kế hoạch. Hiện nay chúng tôi cũng đã có một số cái nội dung theo chương trình kế hoạch. Tất cả các nội dung trong chương trình kế hoạch chúng tôi đã triển khai thực hiện. Và qua đánh giá của chúng tôi thì cơ bản hôm nay chúng tôi đã hoàn thành một số cái nội dung. Tuy thời tiết không thuận lợi, nhưng đã thu hút khá đông du khách đến tham quan thưởng lãm với các hoạt động trải nghiệm tham quan chụp hình trên các đồi cỏ hồng. Đặc biệt với không gian mở cửa tự do không thu vé, mùa hội cỏ hồng còn thu hút các cặp đôi đến chụp ảnh cưới để lưu lại những kỷ niệm đẹp, hứa hẹn sẽ là điểm đến khác biệt và ấn tượng dành cho du khách gần xa.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Lâm Đồng, và trước khi đến thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu Lâm Đồng và được biết cái đồi cỏ hồng này rất là đẹp, và cũng qua nhiều tranh ảnh sách báo và qua internet đấy thì chúng tôi cũng thấy là cực kỳ đẹp, và chúng tôi quyết tâm là phải đến đây để được có được những cái bức hình về đồi cỏ hồng. Và đúng là khi mà đến nơi thì tôi cảm nhận là cả một cái triền đồi rất là đẹp, toàn cỏ hồng, và chúng tôi rất là thấy có một cái không gian rất là khác, và chúng tôi chắc chắn là sẽ lần sau sẽ đến, hàng năm sẽ đến đây. Thì mình thấy ở đây một không gian rộng lớn, rất là đẹp, không khí thì mát dịu, và cảnh sắc thiên nhiên thì rất là trong lành này, và một đồi cỏ hồng này rất đặc biệt. Mình có cảm giác như đang đứng ở châu Âu. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh lên, thì tính lên đầu tháng mà do là có lễ hội nên là cuối tháng đi luôn. Thì lên trong này không khí này rất là mát và kiểu rất là lạnh, nó khác với thành phố rất nhiều. Cỏ đây thì có cỏ mà do thời tiết nó không được xanh lắm nên cỏ nó chưa được đẹp. Em nghĩ nếu trời nắng thì chắc đẹp hơn. Được xem là loại cỏ mọc tự nhiên trên những đồi thông, cỏ hồng được phát hiện và trở thành một cảnh vật do thiên nhiên ban tặng cho con người Lạc Dương, mà không một địa phương nào có được. Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh vùng đất, con người và giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Lạc Dương. Qua đó xây dựng quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển về du lịch gắn với thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác liên kết phát triển kinh tế trong lĩnh vực du lịch. Từ đó góp phần xây dựng một sản phẩm du lịch độc đáo đối với địa phương Lạc Dương. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt có rất nhiều công trình xây dựng quy mô lớn. Các công trình này phải sử dụng các xe cẩu và xe bơm bê tông để thi công một số hạng mục. Tuy nhiên, không phải ở công trình nào các loại phương tiện này cũng tuân thủ nguyên tắc an toàn cho các công nhân ở công trường và người đi đường. Đây là những ẩn họa khôn lường đối với tính mạng con người nếu như không có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng và ý thức an toàn lao động của các đơn vị thi công. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Xe cẩu. Cẩu khối sắt lên đến hàng tấn lơ lửng trên không. Dưới công trường, nhiều công nhân vẫn đang làm việc. Cùng lúc đó là một lượng lớn phương tiện giao thông đang đi qua khu vực này, nhưng không hề có biển cảnh báo nguy hiểm. Mặc nhiên mọi việc vẫn diễn ra, nhưng không ai chắc sự an toàn của mình có được đảm bảo hay không. Nhiều khi sợ nó rớt xuống, mình đi nhiều khi mình đi bên đó mà mình phải lách ra ngoài đường, cái vỉa ngoài đường lộ luôn ấy, chứ không dám đi trên cái hè á. Họ nói phải dẹp cái vỉa hè với là để những cái gì đó, cái bắt cái gì lên để mà xây ở trên á, bắt gọn ở trong á, cho người nhiều khi con nít rồi nó đi học về, khi nào dẫn cháu về ngang cái chỗ đó cũng sợ lắm. Ở một công trình khác, mọi việc cũng không khác mấy khi xe bơm bê tông hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp và các công nhân không hề có bảo hộ. Khi được hỏi việc đảm bảo an toàn ở công trường như thế nào, những người có mặt ở hiện trường hầu như lảng tránh. Chỉ có những công nhân e dè nói về nỗi sợ của mình. Có, cái cầu có sợ. Sợ là chết người, họ phải giữ an toàn chứ. Không chết người, công ty phải bồi thường nhiều lắm. Gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, các công trình xây dựng có quy mô lớn xuất hiện ngày càng nhiều. Đa phần là các khách sạn, các trung tâm thương mại và các công trình khác, nên việc sử dụng các loại xe cẩu, xe bơm bê tông rất phổ biến. Theo những người làm xây dựng, khi thực hiện các hạng mục liên quan, cần sử dụng các phương tiện này, thì phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất. Vì không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra nếu còn tâm lý chủ quan. Theo nguyên tắc là nếu mà xe bơm bê tông thì á, tại vì do mặt bằng thì nó hạn chế quá, thì xe bê tông thì đặt ngoài đường. Thì trước khi đặt đường thì bên em sẽ làm một biển báo là một biển báo thi công. Thì còn hai nữa là cẩu đồ mà lên tầng mà để mà làm á, thì là trước khi cẩu thì xe của em sẽ vô công trường hết, nó không có đưa ra bánh xe ngoài đường. Thì trong công trường là chỗ mà phạm vi mà cẩu á thì là không có người.
An toàn trong dựng đó rất là một điều quan trọng, ai cũng bắt buộc phải có, tại vì nói chung là tính mạng con người là quan trọng nhất. Những tai nạn đáng tiếc từ các công trình xây dựng không phải là chuyện hiếm, đòi hỏi các khu thi công phải phối hợp chặt chẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là các đơn vị kinh doanh vận hành các phương tiện này. Theo đó, những người điều khiển phương tiện chuyên dụng nói trên phải được cấp chứng chỉ hành nghề và được tập huấn bài bản. Thì thứ nhất là cái việc đầu tư của chúng tôi là đầu tư các cái công nghệ từ các nước tiên tiến như Hàn Quốc và của Đức. Thì khi chuyển giao công nghệ thì các đối tác họ đào tạo và huấn luyện rất là chuyên nghiệp, rất là khắt khe trong các quá trình vận hành để đảm bảo các công tác an toàn. Và đặc biệt là chúng tôi sử dụng toàn những cái thiết bị mới, nhập mới từ nước ngoài về 100%, chứ không sử dụng cái hàng đã qua sử dụng. Ở công ty thì cái công tác tập huấn an toàn lao động thì chúng tôi tổ chức hàng năm và kết hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội. Công tác an toàn thì chúng tôi, đặc biệt là công ty chúng tôi rất là chú trọng đến cái công tác đào tạo và để đảm bảo cái an toàn này. Để các công trình đảm bảo an toàn lao động và tính mạng người dân không bị đe dọa, thì việc thắt chặt quản lý các phương tiện này là vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Trong đó, các đơn vị chủ quản phương tiện, con người sẽ không được chủ quan trong bất cứ tình huống nào. Sử dụng các thiết bị thang nâng, rồi các cần trục, cái đó là các cầu tháp, đó là những thiết bị nguy hiểm được quy định. Thì anh phải có các cái giấy chứng nhận về kiểm định an toàn lao động của cái thiết bị đó. Kiểm định an toàn của thiết bị đó do cái tổ chức độc lập người ta kiểm định xong, người ta lập hồ sơ cho cái loại thiết bị này, thì khi anh đưa đến thì từ hiện trường công trình nào thì anh cũng phải cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước hoặc chính quyền địa phương kiểm tra. Mình rút kinh nghiệm một số trường hợp tai nạn của các loại thiết bị này rồi, của các đô thị lớn rồi, nên là năm 2017 vừa qua thì Sở Xây dựng cũng phối hợp với Sở Lao động Thương binh cũng tổ chức đi kiểm tra và yêu cầu các cái chủ đầu tư là nếu thiết bị đó mà không có cái kiểm định về an toàn thì không được phép sử dụng và yêu cầu là phải đi kiểm định. Kiểm định xong rồi thấy đủ điều kiện thì cho, còn không đủ điều kiện thì không cho phép vận hành cái loại thiết bị. Mặc dù hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung chưa xảy ra vụ tai nạn nào liên quan đến các loại phương tiện là xe cẩu và xe bơm bê tông. Tuy nhiên, khi các phương tiện này tham gia thi công các công trình mà không tuân thủ đủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn, thì không ai có thể nói trước được những tử thần từ trên cao sẽ giáng tai họa xuống con người vào lúc nào và ở đâu. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, để nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi đến với thành phố ngàn hoa, thành phố vừa đưa vào hoạt động đường dây nóng hỗ trợ du khách theo hình thức tổng đài 1900 1067. Theo đó, khi du khách có những phản ánh kiến nghị liên quan tới các vấn đề khi đi du lịch tại Đà Lạt, du khách có thể thông qua tổng đài 1900 1067 để phản ánh những kiến nghị của mình với các cơ quan chức năng của thành phố. Cụ thể, để kết nối trực tiếp với công an thành phố Đà Lạt, sau khi gọi tổng đài 1900 1067, du khách nhấn phím 1. Để kết nối trực tiếp với Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, du khách ấn phím 2. Để kết nối trực tiếp với Phòng Y tế thành phố Đà Lạt trong trường hợp khẩn cấp, cần hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc y tế, du khách ấn phím 3 để được hỗ trợ. Như vậy, ngoài 3 số điện thoại nóng đã được thành phố Đà Lạt công khai để xử lý kịp thời những phản ánh kiến nghị của du khách là 0912903178, Phòng Văn hóa Thông tin, 0912903707, Phòng Kinh tế và 0912903615, Công an thành phố. Nay du khách có thêm tổng đài 1900 1067 để được tư vấn hỗ trợ thêm khi đi du lịch tại Đà Lạt. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Nhằm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 10 năm 2018, huyện Đam Rông đã huy động gần 230 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, vốn trực tiếp đầu tư nông thôn mới là trên 10.800 triệu đồng, lồng ghép là 101 tỷ đồng, tín dụng là trên 115 tỷ đồng và cộng đồng dân cư đóng góp là gần 600 triệu đồng.
Từ nguồn kinh phí nêu trên, huyện Nam Rông đã tập trung đầu tư các hạng mục, xây dựng hệ thống đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, trường học và hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con nông dân. Nhìn chung, các công trình, chương trình hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, có phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như tạo nên một diện mạo mới cho các xã của huyện Nam Rông. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động, thì không quy định trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc in và cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ ngừng cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, các quyển giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã sử dụng và chưa sử dụng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bàn giao lại cho Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, nơi cấp phôi trước ngày 20 tháng 1 năm 2019 để theo dõi quản lý theo quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và các loại giấy tờ làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định của Bộ Y tế. Phần tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Gia Lai sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên 2018. Mỹ thắt chặt quy định xuất khẩu hàng công nghệ cao. Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu thủy sản có nhiều cơ hội tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Lý do là mức thuế chống bán phá giá với tôm và cá tra gần nhất giảm nhiều so với mức thuế công bố sơ bộ, tạo tâm lý tốt cho doanh nghiệp xuất khẩu. Nhu cầu nhập khẩu trong các tháng cuối năm thường tăng từ 10 đến 20% để phục vụ dịp lễ Tết, đặc biệt tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh về xuất khẩu thủy sản với Việt Nam gặp khó khăn về sản xuất và thị trường, trong đó Thái Lan ngừng nhập khẩu tôm Ấn Độ, làm Thái Lan giảm nguồn cung cho xuất khẩu, còn Ấn Độ đang chịu tần suất kiểm tra 50% khi xuất khẩu sang EU và có nguy cơ bị EU cấm. Dự báo xuất khẩu thủy sản năm nay của Việt Nam vẫn đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm là kim ngạch 9,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 11, cả xuất nhập khẩu của Việt Nam đều giảm và thâm hụt thương mại ở mức 414 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, từ đầu năm, cán cân thương mại vẫn thặng dư 6,83 tỷ đô la Mỹ. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 đạt 21,68 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,2% so với nửa cuối tháng trước. Như vậy, tính từ đầu năm đến giữa tháng 11, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 418,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 50,49 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Sau nhiều tháng xuất siêu liên tiếp, Việt Nam đã nhập siêu trở lại. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư 6,83 tỷ đô la Mỹ và là mức cao so với cùng kỳ các năm trước. Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên 2018 được tổ chức tại Gia Lai từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Thời điểm này, tại khắp các buôn, làng đã rộn rã tiếng cồng, tiếng chiêng. Công tác chuẩn bị cho một festival đầy ấn tượng của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã sẵn sàng. Xã Ia Ca, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai là cái nôi của văn hóa cồng chiêng ngàn đời nay. Cồng chiêng của xã có 35 người, gồm 25 nam diễn tấu cồng, chiêng và 10 nữ múa xoang. Mặc dù đang tất bật mùa vụ thu hoạch cà phê, nhưng bà con vẫn tranh thủ buổi tối tập trung đến sân ủy ban xã để tập luyện. Ai cũng háo hức mong chờ đến ngày trình diễn. Khi nhận kế hoạch thì xã cũng triển khai cho chung bộ chuyên môn, cũng xuống thôn để gặp các nghệ nhân để triển khai thống nhất cái thời gian luyện tập để mang được kết quả tốt nhất cho đại diện cho cả xã và cả huyện nhà là tham gia festival cồng chiêng đạt được quá tốt. Nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Hầm Mút có niềm đam mê cồng chiêng từ nhỏ. Thanh niên trong làng gọi ông là thầy, bởi nếu có cồng chiêng bị hỏng, ông đều tự tay sửa chữa. Ông cũng rất nhiệt huyết trong công tác truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Tôi chuẩn bị đi festival đợt này, tôi dẫn đi đội tôi đi để tôi chuẩn bị tập, tôi rất tự hào để phấn khởi. Các đoàn mình chuẩn bị đi này phải nghe các cồng chiêng khác
cũng đi tập trung tại đó, là mình còn chiêng mình đi, là anh em mình cũng rất tự hào. Không chỉ tại xã Iaka, huyện Chư Pả, mà các buôn làng từ huyện Ca Bang, Công Chư Rô, thành phố Pleiku, nơi có những đội cồng chiêng được chọn trình diễn trong Festival Cồng Chiêng Tây Nguyên 2018, đều có chung không khí rộn ràng chuẩn bị. Qua Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên mới thấy hết niềm tự hào dân tộc, tính cộng đồng, đoàn kết giữa các dân tộc nơi đây. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc thắt chặt các quy định đối với hàng xuất khẩu công nghệ cao. Đây được cho là một động thái mới nhất có tác động tiêu cực lớn và lâu dài đối với quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ Mỹ vừa cho đăng một danh sách các sản phẩm công nghệ mới có ứng dụng bảo mật quốc gia, từ trí tuệ nhân tạo tới bộ vi xử lý và người máy trên trang web Federal Register. Việc đăng tải này nhằm lấy ý kiến công khai về việc có nên đưa ra những sản phẩm công nghệ cao vào diện phải tuân theo các quy tắc kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt hơn, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới các nhà sản xuất Mỹ cũng như các khách hàng Trung Quốc. Nếu các quy định mới được áp dụng, những công ty như Apple Inc., Google, IBM, Amazon và các công ty tương tự sẽ bị giới hạn đối với việc xuất khẩu công nghệ của điện thoại thông minh, kích hoạt bằng giọng nói, xe tự lái và siêu máy tính nhanh của Trung Quốc. Trước thông tin trên, một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đã giảm, trong đó cổ phiếu vốn hóa lớn của các tập đoàn công nghệ số bị mất điểm nhiều nhất. Hơn 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi ở châu Âu có thể đã nhiễm một loại chất phụ gia chứa vi khuẩn biến đổi gen, vốn bị EU cấm sử dụng. Báo Le Monde của Pháp dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Hà Lan cho hay, 8 tấn phụ gia vitamin B2 được sản xuất từ chủng biến đổi gen của vi khuẩn Bacillus subtilis đã được bán tại Ba Lan, Italy và Hà Lan từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua. Số phụ gia này do công ty Sơn Đông của Trung Quốc sản xuất và được một công ty Hà Lan phân phối. Theo nguồn tin, khoảng 2,5 tấn phụ gia này có thể đã được sử dụng trong chăn nuôi ở Ba Lan. Chất phụ gia vitamin B2 đã bị Ủy ban châu Âu hủy cấp phép lưu hành cách đây 2 tháng và yêu cầu rút sản phẩm này khỏi hệ thống phân phối hôm 10 tháng 11, sau khi Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu khẳng định chất này đe dọa đến sức khỏe động vật lẫn con người. Hiện nhiều nước đang nỗ lực tìm cách thu hồi số phụ gia này sau khi có lệnh cấm. Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học UC Davis, Mỹ đã phát triển thành công máy quét toàn thân đầu tiên trên thế giới, có thể tạo ra bản quét 3D chi tiết về giải phẫu người. Thiết bị quét mang tên Explorer có thể quét nhanh gấp 40 lần so với máy chụp cắt lớp phát xạ positron PET scan hiện nay. Explorer kết hợp kỹ thuật PET scan với chụp cắt lớp vi tính tia X CT scan cho phép tạo ra bản quét 3D toàn bộ cơ thể chỉ trong khoảng 20-30 giây. Thiết bị không chỉ nhanh hơn mà còn có khả năng quét với liều bức xạ thấp hơn đáng kể. Bên cạnh đó, độ nhạy cao hơn cho phép thiết bị tạo ra bản quét với chất lượng hình ảnh tốt hơn. Với sự hỗ trợ của máy quét toàn thân Explorer, các bác sĩ có thể đánh giá được những gì đang xảy ra trong tất cả các mô và cơ quan trong cơ thể, mở ra những đột phá trong việc nghiên cứu và điều trị ung thư. Cùng gặp gỡ với gương sáng chi hội trưởng chi hội phụ nữ phường 8 thành phố Đà Lạt là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Gia đình là nền tảng của xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình Việt Nam. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm nòng cốt của phụ nữ trong công tác gia đình, thời gian qua đã có rất nhiều tấm gương sáng không chỉ tích cực xây dựng hạnh phúc gia đình của chính mình, mà còn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tấm gương sáng, bà Lê Thị Tích, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ tổ dân phố Trần Quốc Toản, phường 8, thành phố Đà Lạt qua phóng sự sau. Với vai trò của người phụ nữ trong gia đình, bà Lê Thị Tích luôn hiểu rõ sự quan trọng của mình trong việc giữ gìn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong ngôi nhà khang trang có 4 thế hệ cùng chung sống, hơn ai hết, gia đình bà luôn ý thức vai trò của mình trong việc vun đắp xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bản thân bà luôn chăm sóc, dạy dỗ chu đáo và quan tâm các con, cùng sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống với chồng và các con. Vì thế mà 5 người con của bà ai cũng thành đạt và có một công việc tốt ngoài xã hội. Mặc dù đến nay cả ông và bà đều đã ngoài 70 tuổi. Tuy thời gian có trôi đi, hình dáng con người đã có nhiều đổi thay.
Nhưng có lẽ tình cảm thương yêu chia sẻ của đôi vợ chồng già này thì chẳng hề thay đổi. Bởi cả ông và bà đều biết trân trọng những tình cảm mà năm tháng họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn để có được thành quả như ngày hôm nay. Mình là phải coi như là mình đã là một người bà, người bố, người mẹ thì phải làm sao để cho con nó nêu gương mình. Mình phải làm tốt thì con nó mới nêu gương được, nó mới học theo mình được. Thì coi như là mình phải quan tâm các con, các cháu. Tôi là một gia đình mà khá là đông các con, lại nhiều cháu. Nhưng mà cái bí quyết để gia đình đoàn kết sống hòa thuận như bây giờ thì chắc mình chỉ nghĩ là con cháu chắc là mình phải thương, quan tâm nó trong cái mọi cái. Rồi trời cho mặc dù đã về hưu nhưng mà nếu mà có sức khỏe thì giúp được con cháu cái gì thì mình làm giúp cái đó. Hơn 6 năm, bà đảm nhận vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, đồng thời cũng là tổ trưởng tổ dân phố Trần Quốc Toản, phường 8, thành phố Đà Lạt. Bà luôn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, vị trí của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, trách nhiệm của các thành viên trong việc tạo dựng môi trường, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Đến nay, 100% hội viên phụ nữ trong tổ đăng ký thực hiện chuẩn mực xây dựng gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động gia đình 503 sạch, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ vậy mà tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn nơi bà sinh sống không xảy ra. Đây là niềm vui lớn nhất của bà trong chặng đường gắn bó với công tác xã hội. Yêu nghề thì mình mới làm được. Cho nên là mình đi làm thì cũng do ông xã của mình coi như là động viên cho mình làm. Thế còn nếu mà không có người động viên, con cháu động viên thì mình cũng không làm được. Coi như làm gì cũng thế, phải có người động viên. Là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bản thân bà luôn nêu cao vai trò chủ động trong việc học tập, nâng cao nhận thức để từ đó khẳng định mình có đủ phẩm chất, năng lực trong thời đại mới. Bà luôn sống vui vẻ, hòa đồng với làng xóm, yêu thương mọi người trong gia đình. Nhiều năm liên tục, gia đình bà được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu. Chị Tích tổ trưởng đây thì tôi thấy là nhiệt tình. Làm cái công tác tổ dân phố là phải có sự nhiệt tình, chịu khó. Và thế chị tất cả các công việc triển khai về họp hành hay là thực hiện các công việc của phường, của thành phố giao rất tốt. Chi hội hiện tại đây là chi hội Võ Trường Toản vậy. Cái số chị em hội viên cũng như là gia đình của hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tại địa phương cũng rất là nhiều. Cụ thể đây là tổ trưởng tổ dân phố thì là cô Lê Thị Tích, vừa là tổ trưởng tổ dân phố vừa là chi hội trưởng chi hội phụ nữ. Thì trong thời gian vừa qua mà khi cô tham gia hoạt động công tác hội thì cũng vận động cả chồng cũng tham gia và chú cũng rất là hỗ trợ cho cô rất là nhiều trong hoạt động. Và thực sự là để có người phụ nữ tài năng giỏi như thế, khi mà triển khai bất kể một công việc gì xuống, cô cũng luôn là người đứng đầu, đi đầu thực hiện trong cái việc đó. Từ cái việc mà tập hợp thu hút hội viên, nếu như mà theo cái lứa tuổi, độ tuổi thì thường là qua 5 năm tuổi đó, các cô có chị rất là ngại tham gia hoạt động phong trào. Nhưng mà ngược lại với cô Tích thì đã vận động được các cô có chị tham gia rất là đông. Số hội viên thì tương đương với số hộ dân tại khu dân cư. Đó thì cũng có thể nói là vai trò của người phụ nữ rất là lớn. Từ công việc nhà cho tới công tác xã hội thì các cô các chị đều tham gia và thực hiện rất là tốt. Gương mẫu, nhiệt tình trong công tác hội, bà đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp các ngành trao tặng. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất của bà Lê Thị Tích chính là sự tin yêu quý trọng của hội viên và bà con nhân dân trong tổ. Bà là tấm gương sáng, đã và đang khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong thời đại hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.